Xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai nam thanh niên bẻ khóa trộm một chiếc xe máy trên địa bàn quận Tân Phú. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc, có nhiều người dân qua lại. Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 12 tháng 10, anh Hà Hữu Duy, 37 tuổi, dựng xe máy trước cửa nhà của mình trên đường Nguyễn Sáng, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này có hai thanh niên chở nhau trên xe máy đến dừng lại cạnh xe anh Duy. Một người đứng cảnh giới, người còn lại tiếp cận, dùng dụng cụ bẻ khóa xe máy của anh Duy. Khi phát hiện, người dân chạy ra nhưng kẻ trộm đã nhanh chóng nổ xe máy tẩu tán khỏi hiện trường. Khi xảy ra vụ việc, trên đường có nhiều người qua lại. Một người đàn ông cũng ngồi gần đó nhưng kẻ trộm vẫn liều lĩnh bẻ khóa trộm xe. Được biết, chiếc xe có giá khoảng 40 triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng đã đến hiện trường lấy lời khai, trích xuất dữ liệu camera để phục vụ công tác truy xét nghi phạm.